Yo và hello mọi người, lại là mình M-I-K-E Mai đi đẹp trai đây mọi người. Ủa nhà nhà tôi sao có bà thỏ buồn ngủ vào đây trời. Ủa là gì đấy? Mai có vé tham gia fan meeting chưa? Trời ơi là trời, tôi sao có vé được trời, mới vé mới mở bán ngày hôm qua luôn, sao tôi có vé được trời. Nóng quá trời ơi luôn á, nóng quá trời nóng luôn à. Không biết cái này là gì nữa ta, tôi dùng nó từ hoài không à mọi người ơi. Ok, và nếu mọi người đang tự hỏi là ủa vé fan meeting gì vậy ta, ủa sao fan meeting, ủa Mai đang tự tổ chức một cái fan meeting riêng hả? Không hề nha, tôi sao tôi tổ chức một cái fan meeting riêng được mọi người. Đây chính là cái vé fan meeting có tên gọi là Super Hero Fan Meeting nha mọi người. Fan Meeting lần thứ 2 của Hero Team đó mọi người. Sự kiện sẽ được diễn ra vào ngày 1/1/2023 vào lúc 1 giờ ngay tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Và nếu các bạn muốn sở hữu cái vé mình đang cầm trên tay thì sao? Rất là đơn giản thôi, đó chính là mọi người hãy nhấp vào cái đường link bên dưới mình ghi mất comment và mọi người vào đó mua nha. Đặc biệt tôi nói thiệt với mọi người nha, chỉ có 16 ngày thôi anh em ơi. Chỉ có 16 ngày cho mọi người mua thôi nha. Và nếu mà người đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đến ngay trực tiếp shop Hero tại địa chỉ là 385 Tinh Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân để tới đó mua nha. Và đặc biệt nha, shop dạo này ra rất là nhiều cái mẫu đồ chơi mới, cho nên là mọi người đừng quên tới mua vé và tới mua luôn đồ chơi nha mọi người. Đó, có thể là sẽ gặp được tôi nha anh em ơi. Hẹn gặp lại các bạn tại buổi fan meeting ngày hôm đó nha. Ok, bây giờ là tôi sẽ nhận hết những cái nhiệm vụ đầu tiên của tôi nè. Đó, dạo này anh em biết sao không? Ít vô game chơi quá. Tại vì sao? Tại vì mấy cái nhiệm vụ tôi nhận hết trơn rồi mọi người. Đó, ok. Hôm nay sẽ là một cái video cực kỳ đặc biệt luôn nha mọi người. Cực kỳ đặc biệt, tôi sẽ cho mọi người thấy những cái vật phẩm, những cái bộ đồ chưa bao giờ có mặt ở trong game luôn nha anh em ơi. Đó, ok, nhưng mà mọi người cứ từ từ nha. Sài Gòn không vội được đâu nha mọi người, cho nên là anh em cứ từ từ để tôi nhận gọi là hết những cái nhiệm vụ như này đã. Đó. Rồi xong rồi, bây giờ làm những cái nhu cầu của nhân vật xong, bây giờ tôi tiếp theo là tôi sẽ nhận hết những cái đống quà bên đây nha mọi người. Dạo này tôi thấy game tặng quà cũng hơi bị nhiều luôn anh em ơi. Và đặc biệt nha mọi người, sẽ ra cực kỳ những cái món đồ cực kỳ hot sắp tới luôn anh em ơi. Đó, rồi. Tiếp nè anh em ơi. Anh em ơi, cái điều nhảy mono tôi đã nhận được rồi nè mọi người. Nhảy ú à nè anh em. Oh my god. Bây giờ là tôi sẽ nhận được thêm một cái điều nhảy đá chân và thêm một cái áo cực kỳ đặc biệt của mono nữa mọi người. Hôm nay tôi nhận thêm cái Mikaro nữa nè mọi người. Vãi chưởng thiệt. Ok, bây giờ là tôi sẽ ra cầm nha anh em. Đó, bây giờ là tôi sẽ ra nè. Bây giờ tôi sẽ mặc hết mấy... Ủa cái này là mono hả ta? Cái này mono hả? Có phải mono sao tôi thấy lạ dữ vậy trời? Cái này là mono gì chứ? Mấy mono nha anh em ơi. Tôi mặc vô là thành mô gì luôn á. Đó, ok. Rồi bây giờ tôi sẽ biến thành nhân vật nhỏ lại nè. Ok, rồi bây giờ tháo cái cánh bướm ra đã anh em ơi. Mono gì đâu mà mặc cánh bướm vô kỳ quá. Ôi trời luôn. Rồi bây giờ là tháo hết ra nè. Đó, nhậm lôi rồi. Đẹp mọi người ơi. Rồi bây giờ tới sân khấu nè anh em ơi. Đó. À đâu? Tôi đâu cần sân khấu đâu mọi người ơi. Tôi có cái micro riêng mà mọi người. Đó, ok. Ra đây hát nè bạn ơi, để cho tôi nhảy ú à đó bạn ơi. Đó đâu? Trời ơi trời, cứ chạy theo hoài luôn á. Ok, đứng đây hát nè anh em ơi. Đó, biết anh đang còn gần bên nhưng anh vẫn đó, đá chân nè anh em ơi. Rồi ok, đứng đây nè, 3, 2, 1 ú à. Đó, chưa tốn bao nhiêu thời gian công sức để nhận cái này thì bây giờ tôi phải đứng đây tôi múa luôn anh em ơi. Đó, ok, ú ok. Rồi tiếp theo là đi vào cái VIP nè mọi người, nhận hết ba cái điểm này nè mọi người. Mặc dù là tôi không bao giờ tôi múa, là tại vì sao anh em biết không? Đương nhiên rồi anh em ơi, tại vì nghèo chứ còn gì nữa. Tại vì nghèo chứ còn gì nữa. 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 My god, sao ra cái đầm cưới đen đẹp vậy? Mua anh em ơi. Đó cái chữ gì ta? Special, đặc biệt luôn mọi người ơi. Đẹp dữ vậy. Nhưng mà khoan anh em ơi. Cái giá bao nhiêu đây? 379.000. Vãi cái chữ này, cái giá này sao cái cắt cổ sao đắt vậy? Thề luôn á. Một cái gói đồ với giá 379.000. Oh my god. Mọi người có mua hay không mọi người? Và nếu mà anh em có mua rồi hoặc là chưa thì mọi người nhớ comment cho tôi biết nha. Nếu mà mua rồi thì comment phím 1, và nếu mà chưa mua thì comment phím 2 cho tôi biết nha anh em ơi. Rồi bây giờ tới tiếp theo là tới một cái gói là gói vest đen này anh em ơi. Là trời, tới cái gói này thì tôi bắt đầu game là tôi thấy là giá nó hợp lý hơn này anh em ơi. Nhưng mà cái giá nó hợp lý đi đôi với cái việc là đồ nó không được đẹp lắm nha mọi người. Nhưng mà không sao nha, tôi sẽ không mua luôn nha mọi người. Tại vì sao? Tôi cũng đâu có kim cương nào mà tôi mua. Ok mọi người, bây giờ tôi đang có một cái vé miễn phí. Và trong những cái hộp này á mọi người, là tôi thích nhất là cái hộp xiết thỏ này nè mọi người. Tại vì sao? Tại vì tôi thích cái xe này nè anh em ơi. Oh my god, cái xe này tôi mê bãi cái chữ ra. Cho nên là nếu mà bây giờ mở một hộp ra cái xe này, anh em chuẩn bị nha. Anh em giảm volume lại nha anh em ơi. Tại vì sao? Là tại vì tôi chuẩn bị la nè. Ra cái xe. Ủa cái gì vậy? Ra gì anh em ơi? Cái áo choàng này tôi đâu có cần đâu mà làm tím lên làm miếng chi vậy ba. Tôi đâu có cần cái áo choàng này đâu trời. Tôi cái thứ tôi cần là xe nè. Ok mọi người, thôi bây giờ hết rồi.
Bây giờ tôi sẽ mở hộp bình để tôi kiếm kim cương nha anh em ơi. Kim cương, kim năm kim cương cũng được mọi người, ít nhiều gì cũng là kim cương nha anh ơi. Kim cương. Ủa, sao cho 500 tiền sao vậy? Bây giờ cho kim cương đi. Mới than xong luôn mọi người, mới than xong là sao cho có 500 tiền sao, bây giờ cho hẳn 50 tiền sao luôn. Ok. Ok, vấn đề gì không? Vấn đề gì không? Đương nhiên là không rồi, em muốn cho nhiều cho chứ bây giờ sao giờ anh em. Ok, tiếp theo bây giờ từ từ. Dạo này tôi hay có một cái thói quen đó chính là check thư mọi người ơi. Ủa là trời, nhận quá trời luôn nè anh em ơi. Ở đây đây, vẫn còn đồ cho mà. Ủa, hai kim cương cũng được nha. Ủa, sao game dạo này cho quà gì đâu mà kẹo kéo dư trời, sao cho gà xì dầu, sao cho đồ ăn không nhở chứ vậy trời. Ok, nhận 10 cái sản cam anh em ơi. Oh my, ủa gì đây, tặng anh Mai đẹp trai vào lúc 4:56. Ok, mới tặng tôi nhận luôn em ơi. Ôi ôi, tặng cái gì vậy? Oh my god. Oh là trời, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn sói 08 nha, cảm ơn em rất là nhiều nha em ơi. Cảm ơn FTZ08 nha. Trời là trời, tặng cái mặt mèo dễ thương quá à. Cái gì đây? Linh FF trà sữa 98. Anh Mai ơi, em muốn mặt mèo ạ. À? Em nói anh cũng muốn mặt mèo lắm nè. Em thích thì em tặng cho anh nha, chứ anh làm gì có tiền đâu mà anh tặng cho em. Oh my god. Anh ơi, cho em lên TV, mong em rep ạ. Yêu anh ba. Yêu anh bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 3 triệu hả? Yêu anh 3 triệu hả? Cảm ơn em rất là nhiều nha. Cho em lên TV luôn mọi người ơi. Ủa là trời luôn, mấy bạn vô game mà mấy bạn thả tính tôi kiểu này nè. Tôi bế mấy bạn lên TV luôn, khỏi cần xin luôn nha anh em ơi. Rồi, tiếp theo đó chính là bạn nào đây? Trên trời có mây có gió, em đây chỉ có anh Mai đẹp trai. Thơ này nó hơi ngang, thơ này hơi ngang nhưng mà tôi vẫn thích nha em ơi. Cảm ơn Quỳnh Nương 1996 nhiều nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Ok. Rồi, tiếp theo đó chính là anh 500 tuổi gì ta. Người ta thích chơi Free Fire, còn em thì thích phi vào lòng Mai. Chúc Mai của em một ngày vui vẻ, tặng Mai cái máy chơi game. Yêu Mai. Trời ơi là trời, em ơi, lần sau cái anh 500 tuổi này, lần sau nhắn cái gì đó thì nhắn nữa, kéo dài thì tôi đọc tôi tắt hơi nha em ơi. Trời ơi là trời, cảm ơn cái máy chơi game của em nha. Ủa là trời luôn á. Rồi, tiếp theo là, ủa nhưng mà khoan, cái nội dung video hôm nay đâu phải là đọc thư đâu. Alo. Trời ơi là trời, nhưng mà không sao nha anh Mai điên ơi, em không có gì tặng nên em tặng em cái gì cái chuông cũng được, cảm ơn em nha. Ủa mà mắc gì kêu tôi Mai điên anh em? Tôi làm gì có điên, tôi không hề điên nha. Alo, tôi chưa bao giờ tôi nói tôi điên nha mọi người ơi. Oh my god, mà nếu mà mọi người có thấy tôi được bình thường hay không thì mọi người nhớ comment cho tôi biết nha anh em ơi. Rồi, tiếp theo tới bạn sư bắt cô nè. Hai anh Mai, mặc dù em không có nhiều kim cương và tiền để tặng quà cho anh, mong anh sẽ nhận ha. Cảm ơn sư bắt cô. Tặng gì nữa nha. Oh my god, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Trời là trời, hôm nay tôi được hai bạn tặng cho tôi quà kim cương luôn mọi người. Cảm ơn sư bắt cua nhiều nha. Ok mọi người, và tới bạn tiếp theo đó chính là bạn Minh là Jim nha. Ok, mặc dù tôi không biết tôi đọc tên bạn đúng hay không, tại vì tôi thấy tên bạn hơi sai á, nhưng mà không sao nha. Hello Mai đang thụi lùi. Trời ơi là trời, cảm ơn em rất là nhiều nha. Ok mọi người, hôm nay nội dung chính của video này đó chính là những bộ đồ có thể sắp được ra mắt trong Play Together nha anh em ơi. Và nếu mà mọi người đang mong chờ đó chính là những bộ đồ nào thì anh em hãy cùng xem với tôi nha. Ok em ơi, thì nếu mà anh em đang thắc mắc là những bộ đồ này mình lấy từ đâu ra, thì đó chính là trong cái sự kiện thiết kế đồ Tết đến từ nhà phát hành Vina Game tổ chức cho mọi người ở trên group Facebook nha mọi người. Và tôi đã sưu tầm hết một vài bộ đồ, phải nói là rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, bây giờ là tôi sẽ show cho mọi người xem nha. Ok. Rồi, bây giờ bộ đồ đầu tiên đó chính là bộ đồ. Ok em ơi, thì bộ đồ đầu tiên mang tên là áo dài đỏ Tết truyền thống đến từ bạn Mochile. Trời ơi là trời luôn mọi người. Khi mà tôi nhìn cái bộ đồ này mọi người, tôi siêu lòng, tôi thích vãi cái chưởng ra anh em ơi. Đầu tiên chúng ta sẽ có item gọi là nơ đỏ Tết nha mọi người. Thề luôn á, tôi không hiểu tại sao mấy bạn này gọi là có cái trí sáng tạo đồ đẹp vãi cái chưởng ra thiệt luôn á. Tôi nhìn là tôi thấy đẹp liền mọi người. Tiếp theo đó chính là áo dài đỏ truyền thống nha mọi người. Mọi người ơi, khi mà mình nhìn tấm hình này mọi người, mình cảm thấy tự hào vãi cái chưởng ra, anh em biết tại sao không? Thật ra là từ trước tới giờ trong game á mọi người, đã có một vài bộ đồ mang xu hướng là của Việt Nam rồi, nhưng mà anh em biết sao không? Nó rất là ít, cho nên là trời, khi mà thấy cuộc thi này mọi người, tôi rất là mong luôn những cái bộ đồ của những cái bạn này sẽ có mặt ở trong game luôn anh em ơi. Ok, và tiếp theo đó chính là tới giày nơ đỏ Tết nha anh em ơi. Thề luôn á, cái bộ đồ này ra anh em cứ thử tưởng tượng nhá. Cái bộ đồ này xuất hiện và chèn thêm cái mặt màu đen của mình vô nữa, anh em thấy sao? Thôi đẹp luôn anh em ơi. Và nếu mà mọi người cho bộ đồ của bạn Mochile bao nhiêu điểm thì mọi người nhớ comment cho mình biết nha. Còn với mình, bộ đồ này mình sẽ cho 9 điểm luôn nha mọi người, và tại vì mình cực kỳ thích luôn nha anh em ơi. Cảm ơn bạn Mochile đã thiết kế ra một bộ đồ cực kỳ đẹp nha, và mình chúc bạn sẽ đạt giải và sẽ có bộ đồ này trong game nha. Ok mọi người, trang phục tiếp theo mang tên là trang phục với các tân ngắn đến từ bạn xịn 362 nha mọi người. U là trời luôn á. Hồi nãy chúng ta vừa có một bộ đồ áo dài truyền thống, và bây giờ tới bộ đồ gọi là áo dài cách tân mọi người ơi. Thề luôn á, tôi không hiểu tại sao những cái gọi là trí sáng tạo thời trang của mấy bạn nhiều vãi chưởng, đỉnh vãi chưởng luôn em ơi. Nếu cái này mà đưa tôi vẽ là tôi vẽ thống 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 vãi chưởng luôn em ơi. Trời ơi.
ơi là trời, tôi thấy cái bộ đồ này. Bây giờ là mình sẽ đi tới chi tiết là xem những cái item này nó sẽ có những gì nha mọi người. Đầu tiên đó chính là tóc ngắn highlight nữ tính. U là trời luôn á, nhìn nó hiện đại vãi chưởng anh em ơi, và tôi cũng thích nha mọi người. Rồi tiếp theo đó chính là cái váy cách tân nữ trắng mọi người. Và nếu mà anh em chưa biết á mọi người, thì tôi cực kỳ thích con gái mặc đồ váy cách tân như này luôn mọi người. Nó vừa có một cái nét gì đó nó truyền thống và vừa có một cái nét gì đó nó hiện đại mọi người ơi. Thề luôn á, Tết mà bạn nào mà đứng trước mặt tôi mà mặc cái bộ này đồ này chắc tôi siêu lòng liền luôn mọi người. Và tiếp theo đó chính là giày cao gót cao nha mọi người. Thật ra là tôi thấy cái bộ đồ này nó có một cái vấn đề nho nhỏ. Nếu mà mọi người mặc váy hay là gì đó, cá nhân tôi nhá, thì tôi thích con gái sẽ mang guốc nó sẽ đẹp hơn mọi người ơi. Ok, và bộ đồ này mình sẽ cho bạn xịn 362 7 điểm nha mọi người ơi. Ok, mọi người đừng quên chấm điểm những bộ đồ này nha anh em ơi. Ok mọi người, và bộ đồ cực kỳ đặc biệt không kém tiếp theo đó chính là đến từ bạn Uno nha mọi người. Cái gói này mang tên là gói Tết Trung Hoa, cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Và anh em thử nhìn thử xem. Thề luôn á, nhìn đẹp vãi chưởng ra. Cái bộ đồ này nó mang phong cách gọi là Trung Hoa cổ điển á mọi người, nhìn đẹp quá à, thề luôn á. Bạn này còn đặc biệt thiết kế thêm cái cần câu luôn nha mọi người, cần câu và cái mắt kính luôn anh em ơi. Ê nhưng mà khoan đã, hình như là bạn Uno bạn chưa đặt tên cần câu mọi người. Bây giờ là bạn cho mạng phép cho mình đặt cái tên của cái cần câu này nha. Đó chính là cần câu, à cần câu gì ta, à cần câu Tết Trung Hoa đi ha, cho nó cùng trùng với bộ đồ luôn. Trời ơi là trời, tôi thích bộ đồ này vãi chưởng luôn. Nhưng mà anh em biết sao không, thật ra là mình luôn luôn dành tình cảm một tí xíu cho những cái bộ đồ truyền thống Việt Nam anh em ơi, cho nên là bộ đồ này thật ra là cũng đẹp không xấu nha anh em ơi. Bộ đồ này cực kỳ đẹp luôn, cho nên là mình cũng sẽ cho 7 điểm nha. Anh em đừng quên chấm điểm nha mọi người ơi, tôi sẽ cho 7 điểm nha. Còn mọi người chấm điểm bao nhiêu của bạn Uno này thì mọi người đừng quên comment cho mình biết nhá. Rồi rồi rồi, gói tiếp theo tới công chuyện thiệt chứ. Gói này có tên là mừng tuổi, không cần nói nhiều, nó nghe mừng tuổi là biết tới Tết liền anh em ơi. U là trời, và cái gói này đến từ bạn. Ủa bạn này bạn vô hả? Tôi không biết đọc tên bạn này, nhưng mà tôi công nhận là cái tài vẽ của bạn này đẹp vãi chưởng anh em ơi. Bộ đồ này sẽ gồm hai item mang tên là tóc mừng tuổi và đầm mừng tuổi nha mọi người. Thề luôn á, tôi thích mấy cái bộ đồ truyền thống này quá à. Tôi mong game là sẽ ra những cái bộ đồ này nha em ơi. Và tôi hứa cho mọi người luôn, khi mà game ra những cái bộ đồ truyền thống áo dài của Việt Nam mọi người, tôi bảo đảm với mọi người luôn, có bao nhiêu là tôi hốt hết nha em ơi. Hứa uy tín nha, có bao nhiêu là tôi sẽ hốt hết nha anh em ơi. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Tôi sẽ cho bạn này 8 điểm nha anh em ơi. Ok. Ok mọi người, đây chính là một trong những set gọi là nặng ký nhất ở trong group luôn anh em ơi. Và đây là đối thủ gọi là ứng cử viên nặng ký cho cái giải vô địch lần này nha mọi người. Bạn này có tên là Sammy691 anh em ơi, và cái bộ đồ này có tên là hoodie đỏ tài lộc anh em ơi. Thề luôn, tôi nhìn tôi thấy đẹp vãi chưởng luôn mọi người. Tôi cực kỳ mong muốn cái bộ đồ này ra luôn anh em ơi. Ồ nhưng mà nãy giờ là có cái bộ đồ nào mà tôi không muốn ra đâu anh em. Đó thì cái set này có tên là set hoodie đỏ tài lộc, và trong đây nó sẽ có những cái item là giày đỏ tài lộc, thỏi vàng may mắn là để cầm á mọi người, và nguyên một cái set hoodie luôn anh em ơi. Thề luôn á, cái bạn này bán vẽ mọi người, cái bạn Sammy691 này bán vẽ giống như là nhà phát hành vẽ luôn anh em ơi. Thề đẹp vãi chưởng luôn mọi người, và tôi thích cực kỳ thích luôn anh em ơi. Ê nhưng mà khoan, bộ này bạn này cái gì vậy? Các đồng tiền vàng trên mũ có hiệu ứng phát sáng lấp lánh, hiển thị rõ nhất vào ban đêm. Oh my god, trên mũ cái đồng tiền ở đây nè mọi người, khi mà mọi người đeo vào ban đêm nó còn phát sáng nữa anh em ơi. Oh my god, riêng cái bộ đồ này mình sẽ ưu ái cho 9 điểm luôn nha mọi người. Thề luôn á, đẹp vãi chưởng nha mọi người, 9 điểm nha. Và anh em muốn cho bạn này bao nhiêu điểm thì mọi người đừng quên cho mình phía dưới cho mình biết nhá. Oh my god, đẹp 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 quá. Bạn này thiết kế không phải là một bộ anh em ơi, mà là hai bộ luôn anh em ơi. Thề luôn á, sao mấy bạn giỏi như vậy. Bộ đồ tiếp theo mang tên là áo dài như ý và áo dài bình an, đến từ bạn Hana nha mọi người. Oh my god, bây giờ tụi mình sẽ đi xem trước cái bộ áo dài như ý nó sẽ có gì nha mọi người, dành cho nữ nha. Đầu tiên đó chính là tóc búi mèo xuân. Đẹp dạ. Và tiếp theo đó chính là áo dài cách tân như ý nha mọi người. Thề luôn á, mình thấy bộ này đẹp quá. Oh my god. Rồi, và bây giờ tới cái set của nam nè mọi người, mang tên là áo dài bình an. Là trời, nam cũng có tóc luôn em ơi. Đó chính là tóc trẻ mái xuân và áo dài cách tân bình an mọi người ơi. Oh my god, thề luôn á. Vida game ơi, Hagin ơi, làm ơn đi, bán những cái bộ đồ này đi. Trời ơi là trời, tôi không tin là mấy bạn game thủ Việt Nam có thể gọi là vẽ ra những cái bộ đồ này cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Mà cái bạn Hana này không chỉ vẽ một bộ mà vẽ ra hai bộ luôn em ơi. Là trời luôn á, tôi mong là sẽ ra những cái bộ đồ này, và tôi hứa với mọi người luôn, khi mà ra tôi chắc chắn với mọi người là tôi sẽ mua hết nha mọi người. Có bao nhiêu tiền cũng sẽ mua nha, không có tiền là lên mượn chuyện bính cái việc mua luôn nhỏ nè em ơi. Ok uy tín nha. Và hai set đồ của bạn Hana này tôi sẽ cho hẳn 9 điểm luôn nha mọi người. Thề luôn á, sao nhiều bộ đồ đẹp dữ trời. Ok anh em ơi, thì hồi nãy em nhớ cái bạn Mojileo mọi người, thì hồi nãy tôi lướt Facebook anh em ơi, thì tôi nhận ra một cái sai lầm cực kỳ nháo của tôi luôn mọi người. Đó chính là bạn Mochi này nè mọi người. Bạn thiết kế hai bộ đồ luôn mọi người, dành cho nam và nữ. Thì cái bộ đồ nữ hồi nãy mình đã review cho mọi người rồi, thì bây giờ chính là cái bộ đồ của nam này anh em ơi. Thà luôn á, sao mà đẹp dữ vậy trời. Lần đầu tiên tôi thấy một cái bộ đồ áo dài mang hơi Việt Nam cực kỳ đẹp luôn em ơi. Bạn Mochi Lê, nếu mà bạn xem được cái video này thì bạn đừng ngần ngại gửi tin nhắn cho mình qua Facebook hoặc là qua game nha. Mình muốn kết bạn với bạn nha. Và tất cả những bạn nào tham gia event thiết kế trang phục Play Together
Tết đó mọi người, thì mọi người đừng ngần ngại là gửi thư cho mình hoặc là gửi tin nhắn Facebook cho mình nha. Mình muốn kết bạn với tất cả mọi người luôn, các bạn thực sự tài năng phải cái chưởng luôn á. Ok, thì gói bộ đồ nam các bạn Mochila mang bao gồm là khăn đóng đỏ Tết nè, áo dài đỏ truyền thống và giày phát lộc. Tại vì những cái item này nè mọi người, bạn Mochila bạn đặt tên rất là đẹp luôn mọi người, và rất là hay luôn anh em ơi. Giày phát lộc nghe hay và dữ, rất là phù hợp với không khí Tết luôn á. Oh my god. Ok mọi người, thì nãy giờ mình đã review xong tất cả các bộ đồ tham gia cái sự kiện gọi là thiết kế trang phục Tết do Play Together VNG tổ chức rồi mọi người. Và nếu mà mọi người thấy bộ đồ nào đẹp thì mọi người đừng quên comment cái số điểm cho mình biết nha. Nhưng mà khoan. Và đừng quên nha, sắp tới tụi mình sẽ có hẹn vào fan meeting nha mọi người. Vào ngày mấy? Ngày 1 tháng 1 năm 2023 tại nhà hát Hòa Bình nha anh em ơi. Và nếu ai chưa mua vé thì ngay bây giờ mọi người lướt xuống comment, mình sẽ ghi ở đó nha mọi người ơi. Chỉ có 2000 vé thôi nha. Nhớ mua vé vào tới ngày hôm đó nhớ gặp tôi nha mọi người ơi. Ok, còn bây giờ thì bye bye.